hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 11 năm 2020. Các chòm sao và các vật thể sâu. Chòm sao Song Ngư trong thần thoại cổ đại là một cặp cá song sinh dính liền nhau. Chúng đại diện cho hai vị thần Hy Lạp đang chạy trốn khỏi quỷ Typhon, một con quái thú thân người với hàng trăm đầu rắn phun lửa. Cả hai đã chạy thoát bằng cách nhảy xuống biển và biến thành loài cá. Họ đã buộc lại với nhau bằng dây để không bị lạc khỏi nhau. Hãy tìm kiếm chòm sao này bằng cách xác định một vòng sao ở cao trên bầu trời phương Nam. Vòng tròn Song Ngư đại diện cho chiếc đầu của loài cá phương Tây, nằm ở giữa hình vuông lớn của phi mã và chòm sao Bạo Bình. Song Ngư là nhà của thiên hà bóng ma M74, một thiên hà xoắn ốc cỡ lớn chính diện có thể nhìn thấy được bằng ống nhòm. Ngay phía đông Song Ngư là chòm sao Bạch Dương, chú cừu vàng của các vị thần Hy Lạp. Đây là một chòm sao mờ. Song Ngư và Bạch Dương đều nằm trên đường hoang đạo, là đường đi của mặt trời. Chòm sao Tam Giác, một chòm sao có hình dáng đơn giản nhất, được nhận diện từ thời cổ đại. Hãy tìm nó ngay bên cạnh Bạch Dương và Song Ngư. Thiên hà Tam Giác dễ thương nằm trong khu vực này. Nó thuộc cùng cụm thiên hà có chứa giải ngân hà của chúng ta, còn được biết đến với tên gọi là M33. Thiên hà này nằm cách chúng ta khoảng 3 triệu năm ánh sáng. Chúng ta có thể nhìn thấy nó trong đêm tối với ống nhòm. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website vậtlýthiênvan.com để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật Lý Thiên Văn, chia sẻ niềm đam mê.